đun đặc lá chanh, phương pháp chỉ sâu răng, viêm lợi thậm chí là hôi miệng hiệu quả đến 90%, nhà nào cũng nên có. Đau răng là điều cực kỳ kinh khủng, chúng khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Nếu không có phương pháp điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mức độ ngày càng trầm trọng hơn, đó là nhổ cả chiếc răng đó đi. Dưới đây là bí quyết dân gian rất hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Tinh dầu trong lá chanh có khả năng kháng khuẩn, chống viêm cao, từ đó sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, tiêu diệt vi khuẩn gây hại, phá hủy môi trường sinh sôi của chúng, cải thiện hơi thở ngày càng thơm mát. Nguyên liệu chuẩn bị rất đơn giản. Một nắm lá chanh, khoảng 30 đến 40 lá. Muối. Cách thực hiện. Bước 1. Bạn đem lá chanh đi rửa thật sạch, kỳ kỹ từng lá để loại bỏ hết bụi bẩn bám trên đó. Bước 2. Cho lá chanh cùng 1 lít nước lọc, thêm 1 thìa muối vào nồi, đặt lên bếp rồi đun lửa vừa. Đến khi nước sôi, bạn hạ nhỏ đi và để thêm 5 phút nữa cho tinh chất trong lá chanh ngấm hết thì tắt bếp. Bước 3. Đợi nguội rồi chắt nước ra chai, bỏ bã, bảo quản ở nơi thoáng mát dùng dần. Cách sử dụng. Hàng ngày, sau khi đánh răng như bình thường, bạn lấy tăm bông nhúng vào nước lá chanh rồi nhẹ nhàng chấm lên chỗ bị sâu răng, viêm lợi. Thực hiện như vậy khoảng 3 lần để các dưỡng chất thấm sâu và không bị trôi đi. Ngoài ra, bạn có thể dùng nước lá chanh này súc miệng khi đã đánh răng xong để làm tăng sức đề kháng, bảo vệ răng miệng luôn sạch sẽ, thơm mát. Áp dụng đều đặn vào các tối trước khi đi ngủ, chỉ sau 1 tuần là các triệu chứng đau nhức, tê buốt sẽ không làm phiền bạn nữa. Ngoài ra, hãy áp dụng công thức sau đây để có một hàm răng trắng sáng nhé. Nguyên liệu: 1 lon soda không đường, 1 quả chanh, 1 muỗng cà phê muối, 1 miếng dứa. Cách làm: soda bạn chọn loại không đường, loại này thường bán nhiều trong các siêu thị. Dứa các bạn bỏ sạch tai, lõi, đem xay nhuyễn rồi lọc lấy 20ml nước ép. Chanh vắt lấy nước cốt. Lấy khoảng 250ml nước soda, thêm vào nước ép dứa và cốt chanh đã chuẩn bị. Cuối cùng đổ 1 thìa cà phê muối vào, khuấy đều tay cho muối tan hết. Bạn dùng hỗn hợp trên để súc miệng mỗi ngày. Mỗi lần súc miệng thì ngậm khoảng 2 phút để hỗn hợp phát huy tác dụng tối đa tẩy trắng răng. Nên làm 2 đến 3 lần một ngày để thu được kết quả tốt nhất. Chỉ sau vài ngày bạn sẽ thấy hàm răng bớt xỉn màu và sáng lên nhiều. Take a body call. Take a body call. Take a body's high.